trạm khí tượng đầu tiên ở Việt Nam xây dựng thời Pháp thuộc, được thế giới công nhận là trạm khí tượng hơn 100 năm tuổi, cần được bảo tồn gìn giữ. Trạm khí tượng Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng không chỉ có kiến trúc đẹp mà còn là nơi lưu giữ tư liệu quý về những thành tựu ban đầu của ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Trạm khí tượng này có diện tích khoảng 2 hectare trên đỉnh đồi Phù Liễn, cách mặt biển 116m. Đến đây, mọi người có thể cảm nhận dấu ấn thời gian và kiến trúc Pháp lưu giữ trên công trình 120 năm tuổi. Điểm nhấn kiến trúc là bức tường bằng đá xanh kiên cố, cửa chạm khắc các họa tiết trang nhã kiểu phương Tây. Trong nhà có trụ hình khối cân xứng, tháp cao 6 tầng ở phần hậu, có cầu thang xoáy ốc dẫn lên đỉnh tháp, đặt kính kinh vĩ, điều chỉnh do địa phương. Tòa nhà rêu phong gợi nhớ ký ức về thời kỳ lịch sử mà bao thế hệ đặt nền móng xây dựng nền ngành dự báo thời tiết nước ta. Thời ấy, trạm khí tượng Phù Liễn tự hào là trung tâm nghiên cứu dự báo khí tượng thủy văn sánh ngang với đài khí tượng của Mỹ ở Manila, Philippines, đài khí tượng Tokyo, Nhật Bản. Tại đây còn có trạm thu phát sóng với cột anten khá cao. Khu vực này cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ của quận Kiến An mà còn của thành phố Hải Phòng. Được biết, tại trạm khí tượng Phù Liễn có Bảo tàng Thiên văn Việt Nam lưu giữ nhiều văn bản, tư liệu quý tái hiện quá trình 120 năm hoạt động phát triển của ngành khí tượng thủy văn. Những thành tựu Thiên văn Việt Nam, kết quả hợp tác với các nước bạn như Ba Lan, Pháp, Nhật Bản trong việc hiện đại hóa thiết bị theo dõi khí tượng thủy văn.